bất chia xa hai khăn nà. Ở bục chân chấm, chạp rộng lộp con sợi bùa thông pram khai. Khai bởi vến, đòi khám mênh sợi mà nè công bởi ở bụng mặt ai tăng bì tôn. Trời bàn krom kru xa mũi, tự tuôn dược mọc chân chấm mơ thai. Lũ bần tòa bì con sợi chân chấm thông bình rụ riêng bình vấy. Sắp tay bò rò chấm nà chi ở bục chân chấm. Bài cầm nất thua xa cam ở phím, chạp rộng lộp xa bà xoan tờ vẹ con sợi chân chấm. Đại tâm nâng viên với đọc buôn chân ám, rồi hốt bàn xâm rách chỉ chẳng được. Lúc mình sẽ rộng cổ miền tây phù pram khái, tự bài ca nâng chiên đọc ca chạp khuất luôn bỏ rõ chi ở phục chân chấm, nộm dược tự chặt cá tam phần chú bằng. Hai ca chạp khuất luôn chân song sai chi ở phục chân chấm, đại chạp rộng lộp con sợi ní, bàn thua làng ca phì vô liên mong phì rô xíl, thường ngày tì phí, khai cả nhà chân nằm phì phôn mà phải bấy. Đói nơi chấm nói khung bây đàm thân nắng, sọc xì thâu con đàl, chân song sai đại chạp rùm lộp con sợi chân chấm. Ở hôn miên tây phù nụ miên chân mùa đòn rũng, phết bó, ai dụ hà sập răng bì chân ám. Đói miên mục rộng bò chì cả sẽ có, nâng miên tìm lâu nơi khổng phùm cả hát kháng lư. Chấm nói khám mây sợi rộng cửu, tướp nâng miên ai dụ đập buồn chân ám. Cầm phùng miên tây phù pram khai, chì con cầm prí, trời chân song sai từ tù dược mọc chân chấm tăng phì tội. Sắp ngày ruộng nộp tia chỉ môi đường chân song sái đã chi ở phúc chân chậm. Hãy bắt tạm bộ phục vì xa mặt cách bàn bà bà đăng thá. Đói môn chiên đo ca cốt luôn chân song sái kháng lờ xa mặt cách bàn tự tuôn bị bắn đắng. Vì xa trái chân mặt ai thống, rõ bọc khâm mây xa rây rộng cua. Bàn bà đăng chào bà căn từ lời chân mùa đòn rốn. Thả bàn chào rộng lúc khâm mây xa rây rộng cua. Đã trái chì con chân chậm rõ bọc luôn ai. Rõ hốt đó khâm mây xa rây rộng cua. Miên bà tây bùa pram khai. Bởi dụng tam bị bắn đăng kháng lứa, bàn pra bài đăng thả đào nằm môn bị bài thli rừng ni. Cứ sợ trái chìm mà đài thống, bàn xong kết khuyên thả. Vậy sợ trái đồng cửa, hạ miên bùa thông trong lại, vì mùi tháng ngày từ mùi tháng ngày. Lúc mơ tới, đồ chìa mình sửa, có bàn hai cơ mây sợ trái đồng cửa, mọc xuống nòm. Tại niên mình bồng trái lấy, tượp nòm tư môn tì bết, tạm bay bình nâng ấy cổ. Tớp đăng ca vật đói cựu bên bàn bạp thạc mây sợi rộng cựu cầm phương miệng tây buộc bàm khai thở hỏi. Thu ai cao miền ca bạp nhập áo, chú chí xua rô hô đói mây sợi rộng cựu đặt chất tùm lý bạp thá. Liền trai bàn ở bụng chân châm cho một đòn rúng, cháp rùm lúc chỉ tràn lương mọc hỏi, rô hô đói miệng tây buộc bàm nì. Bần tòa bì rương ra bàn bài thí ấy, xa nhiên bàn xâm rãnh đã bị bắn đăng xong an សមត្ថកិច្ចជំនាញបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងឃាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធមកដនរំដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានចាប់រំលោភកូនស្រីចិញ្ចឹមរហូតដល់មានផ្ទៃពោះមកធ្វើការសាកសួរហើយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះដនរំបានឆ្លើយសាររបៀបថាក្មេងស្រីរងគ្រោះខាងលើត្រូវជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនដែលនាងគឺជាក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយ nâng trai bàn khuôn, tự tuôn dược mọc trên châm tăng bị tội. Rồi hốt đoàn liêng bình vây ở dụng đập buôn chân ám, khuôn bàn luông lôm, rùm lôm xa xoan tờ vẹn, rồi hốt bàn xâm rách chi bằng tóm, sở rộng chung luôn phàm đón, nơi chung nói công rửa xây khỏi bà tía. Nâng nơi khỏi bà tía, bắn đào lên niềm nghiệp tây bút phàm khai, từ bạch khi rừng ní tèm đó. Chôn xong xa chia phục trên châm khăn lứ, trai bàn xâm bàn tất cách chung nhìn như điệp châm có sáng xung nồng rướng. Bình chôn tất cả sẽ là một khách đảm bởi chặt cả bọn to từ tạm nỉ tây bình thị cho bạp.